rất là hồi hộp, vì Mansaray thì bị sút cái vai, thì lúc đó tôi định thay người, tại vì có thể thay một lúc là 2 phiếu hoặc là 3 phiếu, nhưng mà nghĩ cái đội hình nó đang vận hành tốt, thì lúc đó là U Ngọc Tiến My bị chuột rút, bị vào bẻ, thì tôi mới mà Mansaray trở vào sân, thì lúc đó chỉ có một cái chọn lựa duy nhất là thay U Ngọc Tiến. Daniel Rin thì sau những cái trận đấu thì Daniel giấu với tôi là có cái chuyện buồn gia đình là mẹ ốm ở trong bệnh viện. Thì sau cái trận Sông Lam Nghệ An thì chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau. Thì phong độ Daniel Rin thì trong mấy trận gần đây thì nó cũng không tốt. Nhưng mà trận này thì anh nỗ lực rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng là khi mà nỗ lực của Daniel hay là của thậm chí là Mansaray hôm nay là chấn thương 70%. Đó là Mansaray là hôm nay là chỉ đứng ở giữa để mà là người làm tường. Chứ còn các cái đường bóng mà di chuyển, mà bứt tốc ở hai biên là hoàn toàn không có. Thì trận đấu này là chúng tôi quyết tâm. Thì cũng đền đáp được là cái sự nỗ lực của các cầu thủ. Tôi cho rằng là phía trước còn 3 trận đấu nó rất là khó khăn. Và một số bạn thì chấn thương như là Mansaray, thậm chí là cái cổ chân của Samson. Nhưng mà chúng tôi sẽ quyết tâm trụ hạng vì bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.